Chào mừng các em học sinh lớp 2 đến với bài học môn tiếng Việt. Bài giảng ngày hôm nay được thực hiện bởi các giáo viên khối 2 của trường tiểu học Lương Định Của. Hôm nay, cô trò chúng ta tiếp tục cùng nhau tìm hiểu tuần 3 với chủ đề Mỗi người một vẻ, bài 1, tóc xoăn và tóc thẳng, với bài từ chỉ hoạt động câu kiểu ai làm gì. Cô hy vọng rằng sau bài học này, các em sẽ đạt được hai mục tiêu. Mục tiêu thứ nhất, em biết tìm được từ ngữ chỉ hoạt động của người, con vật. Mục tiêu thứ hai, em biết đặt câu với từ vừa tìm được. Bài này gồm có hai hoạt động. Hoạt động 1, luyện từ. Bây giờ cô và các em sẽ cùng nhau bước vào hoạt động 1. Cô mời các em cùng đọc yêu cầu của đề bài. Bài số 3, tìm từ ngữ chỉ hoạt động của người, con vật trong tranh. Để làm được bài này, trước tiên các em cần tìm cho cô các từ chỉ người, con vật có trong tranh. Các em hãy cùng suy nghĩ và thực hiện nhé. Nào, chúng ta cùng nêu các từ chỉ người, con vật có trong tranh em nhé. Cô có các từ sau: mẹ, bố, bạn nhỏ. Đây là các từ chỉ người. Gà trống, gà mái, gà con, chó, chim là các từ chỉ con vật. Sau khi tìm được các từ chỉ người, con vật có trong tranh, các em hãy suy nghĩ và tìm cho cô các từ chỉ hoạt động của người, con vật có trong tranh em nhé. Cô có từ mẫu sau: tưới cây. Bây giờ các em hãy tự làm bài của mình nhé. Các em đã có câu trả lời của mình rồi đúng không nào? Các em cùng kiểm tra với cô xem mình đã làm đúng chưa nhé. Giặt đồ. Gáy ò ó o. Cuốc đất. Mổ thóc. Sủa gâu gâu. Hót. Ở bài tập số 3, các em đã tìm được các từ chỉ sự vật gồm các từ mẹ, bạn nhỏ, bố, gà trống, gà mái và gà con, chó, chim và các từ chỉ hoạt động của người, con vật: giặt quần áo, tưới cây, cuốc đất, gáy, mổ thóc, sủa, hót. Vậy là chúng ta vừa hoàn thành xong bài tập số 3. Tiếp theo, cô và các em sẽ cùng qua hoạt động 2, luyện câu. Cô mời các em cùng đọc yêu cầu bài số 4. Đặt và trả lời câu hỏi về người, con vật tìm được ở bài tập số 3. Ở bài tập 3, các em đã tìm được từ chỉ sự vật và từ chỉ hoạt động của người, con vật. Bây giờ, các em hãy tập đặt và trả lời câu hỏi nhé. Các em hãy quan sát tranh. Cô có từ bạn nhỏ, tưới cây. Cô sẽ có câu hỏi sau: ai tưới cây? Và câu trả lời của cô là bạn nhỏ tưới cây. Bây giờ, các em cùng tập đặt và trả lời câu hỏi nhé. Bây giờ, các em cùng theo dõi đáp án của cô và kiểm tra xem mình làm đúng chưa nhé. Ai giặt quần áo? Mẹ giặt quần áo.
Ai cuốc đất? Bố cuốc đất. Con gì hót? Con chim hót. Con gì sủa? Con chó sủa. Con gì gáy? Con gà trống gáy. Con gì mổ thóc? Gà mái và gà con mổ thóc. Cô xin chúc mừng các em đã hoàn thành xong bài tập số 4. Sau khi nghe cô hướng dẫn và thực hiện xong hai bài tập, các em hãy tự đánh giá về những điều em đã học và làm được nhé. Cô có 3 mức độ để em tự đánh giá: tốt, đạt và cần cố gắng. Ở tiêu chí thứ nhất, nếu em tìm được đúng các từ chỉ hoạt động của người, con vật, em hãy đánh giá mình ở mức tốt nhé. Nếu em chưa tìm đủ các từ, em hãy đánh giá mình ở mức đạt. Còn nếu em chưa tìm được các từ, em cần cố gắng hơn em nhé. Tương tự, ở tiêu chí thứ hai, em đặt đúng câu với từ tìm được thì em hãy cho mình ở mức tốt nhé. Nếu em đặt câu chưa đúng, chưa hoàn chỉnh, còn thiếu từ, em hãy cho mình ở mức đạt. Còn nếu em chưa biết cách đặt câu, em hãy xem lại bài và cố gắng thêm nhé. Nào, bây giờ các em hãy tự đánh giá điều các em học và làm được nhé. Cô và các em vừa tìm hiểu xong nội dung của bài học ngày hôm nay. Các em hãy tìm thêm các từ chỉ người, vật và từ chỉ hoạt động của người, vật trong cuộc sống hàng ngày em nhé. Tiết học của chúng ta đến đây là hết rồi. Cô chúc các em luôn chăm ngoan và học tập thật tốt. Hẹn gặp lại các em vào những giờ học sau nhé.